Cảm ơn em đã bên cạnh anh, luôn yêu thương anh, luôn chăm lo cho cuộc sống của anh. Và anh hứa rằng là anh sẽ luôn yêu thương em và che chở cho em đến suốt cuộc đời. Hợi có nói gì với chồng không? Là cũng qua chương trình hôm nay là em muốn nói đến chồng em là em sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Em sẽ luôn ủng hộ công việc của anh, đi cùng anh bất cứ đâu để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đất nước giao cho anh. Quá. Hay quá. Thanh Vân và Quốc Thuận xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, xin mời chào đón hai vợ chồng bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son phiên bản quân đội. Em hai bạn có thể giới thiệu về bản thân được không? Em xin chào hai anh chị MC. Xin chào khán giả trên trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đình Quý. Hiện nay đang công tác tại Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4. Em năm nay 29 tuổi và đang giữ chức vụ Phó Đại đội trưởng. Hiện tại là hai vợ chồng em đang ở trên địa khu vực thành phố Thủ Đức. Quý là dạ. Quê ở đâu ạ? À? Quê em ở Thanh Hóa. Mời cô dâu. Chào chú Quốc Thuận, chào chị Thanh Vân và chào tất cả khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hợi, năm nay em 28 tuổi, quê em ở Phú Yên. Hiện tại là em là giáo viên mầm non, quận 12. Ôi, huyền thoại là có thật luôn anh. Hai anh phó... Phó đại đội trưởng. Lại gặp hai cô giáo viên. Thế thì hai bạn cơ duyên như thế nào mà lại gặp nhau khi mà mỗi người ở một vùng miền như vậy mà lại được gặp gỡ và trúng tiếng sét ái tình với nhau? Đó. Trường của vợ em là có tổ chức chương trình Một Ngày Làm Chiến Sĩ đấy ạ. Em được chỉ huy tiểu đoàn giao cho nhiệm vụ là tổ chức cái gặp gỡ cũng như là dẫn đoàn của các cô cũng như các bé đi tham quan đơn vị. Sau khi mà trường vào thăm đơn vị thì đơn vị có tổ chức chương trình văn nghệ để chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ấy. Đơn vị có liên hệ với nhà trường và nhờ nhà trường để tổ chức chương trình văn nghệ. Lúc đó thì chúng em đều là MC tổ chức chương trình. Hai đứa có cơ hội được trao đổi tiếp xúc. Trước tiên là về công việc trước, qua cái cách nói chuyện thì dần dần thì em thấy cái sự ấn tượng. Thế thì họ đi sao? Em có dạ, ấn tượng gì với anh bộ đội này không? Dạ, trước giờ em cũng chưa bao giờ va chạm với một cái ngành nghề này. Em chưa suy nghĩ, chưa bao giờ em suy nghĩ tới rằng là sau này mình sẽ quen một anh bộ đội hay là một anh công an gì cả. Về cái lĩnh vực đó em chưa bao giờ nghĩ tới luôn. Em chỉ tập trung vào bé thôi và em không để ý gì đến xung quanh cả. Thật sự là em chỉ biết là bây giờ phải đảm bảo an toàn cho con đi chơi thôi. Và cái lúc mà buổi trưa ăn cơm thì cũng có chồng em ở đó. Nhưng mà thật sự là cũng mời nhau một ly nước thôi, cũng không có ấn tượng gì tới. Mà mấy chị cũng ghép đôi. Đến bây giờ em vẫn thấy điều đặc biệt ở hai vợ chồng em là lần đầu tiên liên lạc với nhau qua Gmail. Là ảnh sẽ gửi cái chương trình đó qua mail cho em. Là công việc. Dạ, là cái phần đó của chú, rồi phần đó của cô. Là hồi đó là hai vợ chồng xưng chú với cô. Chứ không có là... Anh em. Dạ, đúng rồi. Bao lâu thì... mới có cảm tình với nhau? Ảnh mới xin Facebook của em. Sau đó là kết bạn Facebook thôi, chứ cũng không có nói chuyện gì hết. Tết thì em cũng về quê, thì năm đó ảnh cũng được về quê. Thì em có chụp một cái tấm hình em đăng lên Facebook, thì ảnh mới vô bình luận. Xong rồi em cũng nói đùa lại với nhau. Mà vẫn là xưng cô với chú hả? Sao anh em đổi? Dạ, lúc đó vẫn là cô với chú. Trời ơi, dạ. Cô đang làm gì? Chú đang làm cái này kia đó. Nắn vậy hả? Dạ, đúng rồi. Cô xinh quá cô ơi. Cảm ơn chú. Thì em thường hỏi là hôm nay hỏi vợ em á, hỏi là cô thích đi đâu chơi. Vẫn cô. Chú sẽ dẫn đi chơi. Thì sau này khi mà bắt đầu đưa đi chơi ngày đầu tiên thì bắt đầu thôi em mới nói với vợ em rằng là thôi có lẽ là mình nên đổi cái xưng hô đi. Có nghĩa là đến khi nào mới chính thức gọi là người yêu của nhau? Coi như là gần một năm. Cái ngày mà cầu hôn á thì hôm đấy em được nghỉ. Em mới hẹn cô ấy ra ngoài đi chơi. Em chở ngay cô ấy đi mua nhẫn luôn. Xong rồi cho cô ấy đeo thử. Cô ấy đeo, vừa đeo xong cái là em bảo là vừa rồi em ơi, như vậy là em đã đồng ý làm vợ anh nha. Vừa rồi em ơi, như vậy là em đã đồng ý làm vợ anh nha. Trời. Đã.
cầu hôn mà tận dụng luôn đó. Công nhận. Đó mà không cho người ta có cơ hội trả lời luôn á. Em thì em là một người kín tiếng, hai vợ chồng quen nhau không ai biết hết. Có một lần mới quen, có thể là một tháng ảnh chỉ ra ngoài được một lần, nhưng mà một lần đó thì có thể là tầm 3 tiếng hoặc 4 tiếng đồng hồ thôi là anh phải về. Thì ảnh nói với em là ảnh muốn ăn cơm ở nhà, mai em nấu cơm đi, anh sẽ xin nghỉ rồi anh về anh ăn cơm với em. Thì sáng đó em đi chợ rất là sớm về nấu cơm chuẩn bị các món này nọ luôn, xong rồi ngồi chờ. Em á thì em bản chất em là em không muốn làm phiền đến công việc của bạn, bởi vì là em biết rằng lúc bạn đang làm thì mình nhắn tin thì rất là phiền. Em muốn là ở công việc thì bạn phải tập trung vào công việc. Đúng rồi. Em không muốn là ở vì tin nhắn của em mà bạn phải sao nhãng qua một cái việc khác. Nên là từ trước lúc đầu quen nhau thì em đã xác định như vậy rồi. Em chờ miết đến 12 giờ trưa em vẫn không thấy luôn. Em chỉ nhắn tin là đang làm gì đó, thì anh mới nhắn tin cho em là anh đang đi công tác. Em mới nghĩ trong đầu, ủa hẹn về ăn cơm mà ta. Ủa cái gì vậy? Công tác. Nhưng mà em cũng không có làm ấy lên, bởi vì là đang đi công tác, tức là đang đi làm việc, nên em cũng không muốn làm phiền tới. Em mới nói đùa lại là ủa hôm qua nói về ăn cơm mà. Anh mới nói là ủa anh nói vậy để em nấu cơm em ăn thôi. Ủa nói gì vậy trời? Ủa nói cái gì vậy? Ủa anh nói nữa. Xong rồi kìa. Em không nhắn tin, em không nói chuyện nữa luôn. Giận đúng nha. Cảm xúc là giận chứ. Dạ đúng rồi. Em là nhưng mà ảnh đang đi làm nên em không nói gì hết. Dạ em nói dạ vậy thôi anh làm đi. Xong rồi chiều đó về gọi điện thoại nhắn tin em không trả lời, và em suy nghĩ trong đầu rằng chắc chắn là mình sẽ không phải là cái tiếp người của ảnh, và ảnh cũng không phải là tiếp người của mình. Bởi vì nếu như là một sự quan trọng gì đó hoặc là cái cuộc hẹn quan trọng thì chắc chắn ảnh sẽ không quên. Nhưng đây ảnh đã quên đi, và ảnh coi đó là một cái lời nói đùa, thì em nghĩ là cuộc tình cũng là đùa thôi. Nên em nghĩ là em sẽ ngưng luôn ở đó. Cách nào để mà hai làm lành, coi như là làm lành được. Xong là không nói chuyện, công việc lúc đó là cứ làm, và tới khuya thì mới rảnh thì gọi gọi cho em. Ủa mình đâu có quan trọng đâu, tới khuya người ta mới gọi cho mình thì mình đâu còn là quan trọng nữa. Và khi công việc xong á người ta mới gọi cho mình. 3 tuần sau thì ảnh mới được nghỉ nữa, thì ảnh mới nhắn tin là có nhà không anh qua. Em không trả lời và em đóng cửa, em ở trong nhà luôn. Anh chạy qua ảnh kêu cửa gọi điện thoại nhưng mà em không nghe máy. Rồi cái là ảnh nói là bởi vì cái chuông điện thoại ở trong nhà nên là em không thể nào, em nói không có trong nhà. Lúc đó bởi vì em rất là quyết tâm là em nói là em không có ai tới nữa. Dạ có đó, thì cuối cùng là mở cửa bởi vì đó. Là rất phiền đến hàng xóm. Em hỏi là anh đi đâu đây, thì ảnh mới nói là ảnh qua thăm em. Thì em nói là công việc thì như vậy thôi, nhưng mà đâu có phải là không có cho anh 3 giây hoặc là 3 phút để anh trả lời một tin nhắn cho em. Anh không qua được, hoặc là em ăn cơm trước. Đúng đi rồi. Hôm sau mình ăn cơm. Đâu có thể nào mà không có được 3 giây hoặc là 3 phút để anh cầm điện thoại. Đâu có ai quản cái điện thoại của anh mà để anh không trả lời tin nhắn của em như vậy. Tôi nói là nhiều lúc công việc vội quá anh sẽ không kịp nhắn tin. Em không đồng ý cái việc đó. Cũng năn nỉ giải thích công việc này nọ thì em cũng mũi lòng. Và kể từ đó em nói với ảnh là kể từ nay về sau đừng bao giờ anh bắt em phải nấu cơm nữa. Đó. Wow. Em nói luôn là ngọc anh đừng bao giờ bắt em nấu cơm nữa. Em được nghỉ về với vợ thì đối với bữa cơm gia đình thì khi nào mà nấu ở nhà thì hai vợ chồng đều phụ nhau. Là quen nhau từ 2018 à? 2018. Từ 2018. Dạ. Thì hai vợ chồng của cô Quý á thì là có những cái khó khăn gì trong cái đợt dịch đó không? Thưa anh chị là hai đứa đã cũng đã xin phép hai bên gia đình hết rồi, cũng đã chọn ngày đầy đủ hết rồi, nhưng bỗng dưng là dịch bùng phát. Thì đầu tiên là đối với các đơn vị quân đội là chúng em phải cấm trại, thực hiện theo lệnh cấm trại là không ra ngoài. Khi mà thành phố chuẩn bị thông báo là sẽ tổ chức giãn cách ấy, thì em cũng động viên vợ em là thì thôi chắc là em về quê đi với ba mẹ đi cho an toàn, chứ còn ở trong thành phố này có một thân một mình. Thì vợ em thời điểm đó thì cũng rất là suy nghĩ, nhưng cuối cùng là nhất quyết là ở lại, muốn đồng hành cùng với em. Tuy là hai đứa không được gặp nhau, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại thôi ạ. Tự dưng một buổi tối là cô ấy nhắn tin với em hai đứa, sau đó là gọi điện thoại. Cô ấy mới nói là em muốn nuôi một chú chó con, chú cún, đỡ buồn, nuôi cũng được thôi. Vì thực ra là em cũng rất là thích chó. Em tuổi chó này là em rất thích chó. Thì ở gần trên địa bàn quận 12 là có một cái trại người ta bán chó con. Thì lúc đấy thì vợ em mới tranh thủ là đến chỗ đó
và người ta đang bảo là cái này là bà cái chú chó mà vợ chồng em mua là cái chú chó cuối cùng ở trong cái trại của người ta. Tại vì hôm qua ngày dạ. em sao là lockdown rồi. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Vì người ta bán rẻ và người ta muốn là để đóng cửa luôn đấy. Hay là nhiều khi em không vừa lòng đối với cái tính của cô ấy thì hai đứa làm lành với nhau thông qua chú Cún đấy. Chú Cún tên là gì? Em đặt tên là Khoai ạ. Khoai. Yeah. Bé Khoai. Bé Khoai đến đây không? À. Dạ, có chứ ạ. Ý, Khoai này là lạp xưởng đúng không? Dạ. Đúng rồi. Nhà anh Thuận là cũng có nuôi một bà, một bé. Thôi. Khoai cũng thích anh Thuận dạ. rồi. Dạ. Tôi á, nhà tôi cũng có nuôi một cái giống như anh đó. Dạ. Trời ơi, mà tôi lại là một cái người rất là thương chó. Dạ. Nha. Tôi thương chó như thế. Không, để chào anh, Rồi. Đây là giai đoạn thú vị nhất. Là giai đoạn chúng mình được nói xấu người kia một cách công khai. Đó. Mời em. Có cái tật xấu là hay quên, không có nhớ đến cái cuộc hẹn mà với em luôn. À, là rất đó. Là hay quên. Ừ. Cái tính của em là em sẽ không nhắc. Hay tự ái. Dạ, mình nói thì mình phải làm chứ. Là cái ngày sinh nhật của em rơi vào ngày chủ nhật, cái tối đó em cũng hỏi trước là ngày mai anh có được nghỉ hay không. Đó là anh được nghỉ. Thì em có nghĩ trong đầu là chắc là biết nhớ sinh nhật mình. Thì anh nói là tới trưa anh mới rảnh rồi mà được để về thì hai đứa đi chơi. Thì em đặt vé đi xem phim thì hai đứa vẫn đi xem phim bình thường. Không nhớ gì hết ta. Sao ta sao kỳ. Ủa hay là chiều ta. Rồi hai đứa vẫn xem phim bình thường. Em thì thời gian hai vợ chồng gặp nhau rất là ít. Nên là khi gặp nhau em không bao giờ nhắc đến những chuyện buồn hoặc là gây chuyện. Không nói gì hết luôn. Ảnh về đơn vị em mới nhắn tin. Ủa hôm nay anh không nhớ đó là ngày gì hả? Thì ảnh nói, ủa là ngày gì? Cái em mới nhắn cái ngày qua, là cái ngày hôm đó qua. Cái ảnh mới nói, anh quên mất hôm nay là sinh nhật em. Oh, no. Rồi xong là... em không nói gì hết nữa luôn. Như vậy là vô tâm. Cái ngày sinh nhật của vợ em luôn luôn nhớ. Nhưng mà thực sự là cái chính đúng là em không nhớ ngày đó là ngày 17 tháng 4. Em chỉ không nhớ là hôm đấy là ngày chủ nhật, là ngày 17 tháng 4 ạ. Thực sự rất là mình cảm giác là rất là bứt, không biết làm sao để xin lỗi được cô ấy. Thực sự là lúc đấy là em sợ vợ em buồn nhiều hơn. Buồn thật đấy chứ. Quá buồn và, luôn. Và dĩ nhiên là em phải tặng quà bù rồi. Nhưng mà thực sự và khi mà vợ em bên cạnh em á cũng bị thiệt thòi rất là nhiều. Do cái tính của em đôi khi có một cái tật xấu, em tự nhận thấy rằng là em hơi khô khan. Tại vì em là chiến sĩ dạ. chứ không phải em nghệ sĩ. Yeah. Anh hiểu được cái cảm giác đó. Rồi bây giờ đó Quý, tới phiên em đó. Trước một cái chuyện gì đấy, đặc biệt là những cái chuyện mà liên quan đến em, thì cô ấy rất là dễ nổi nóng. Thấy em ốm, mệt, bệnh thì cô ấy rất là bực mình. Đó. Đã bảo dặn anh là như thế này rồi, quan tâm sức khỏe không chịu lo, không chịu quan tâm. Thời gian đầu thì em không hiểu cái sự nóng tính của cô ấy. Khi đấy là hai vợ chồng chưa lấy nhau, thì em có đi gọi cho cô ấy là ra phòng cô ấy chơi để đón cô ấy chơi, mà cô bảo là đang làm ở trên trường chưa xong, anh chờ em một chút. Và em chờ ở trước gần ở cửa phòng ấy, chờ rất là lâu. Xong rồi về cô ấy nổi nóng lên, cô bảo làm gì mắc mớ gì mà phải đứng đây mà chờ. Không kiếm cái chỗ nào mà ngồi cho nó sáng sủa mà chờ, mà xong rồi phải đứng đây sợ mũi chờ mỏi mệt. Một người đàn ông thì có cái tôi rất là lớn, thì bảo là mình đã chờ như thế rồi, bây giờ còn nóng tính với mình nữa. Đó, nhưng mà sau này mà qua nhiều việc á, mình mới hiểu rằng người phụ nữ của mình đang lo cho mình. Đúng rồi. Tức là cái này là tật xấu là gì? Dạ. Dễ nổi cáu. Dạ. Xuất phát từ việc thương lo chồng, và lo thương chồng. Đúng rồi. Hôm nay anh muốn Quý thể hiện bằng lời nói hay bằng hành động gì đó với vợ mình. Lãng mạn lên nào. Nên được em cũng có một lời muốn nhấn mạnh lại một nữa đối với vợ em. Cảm ơn em đã bên cạnh anh, luôn yêu thương anh, luôn chăm lo cho cuộc sống của anh. Và anh hứa rằng là anh sẽ luôn yêu thương em và che chở cho em đến suốt cuộc đời. Họ có nói gì với chồng không? Là cũng qua chương trình hôm nay, là em muốn nói đến chồng em là em sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Em sẽ luôn ủng hộ công việc của anh, đi cùng anh bất cứ đâu để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đất nước giao cho anh. Quá. Hay quá. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu. Sẽ
giùm chị nè, cái ngoại hình, cái chị xin lỗi, chia sẻ giùm chị, làm rối theo luôn rồi, họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của em giùm chị trước nè. Và em tên là Đinh Thị Phương Thanh, em đang làm giáo viên ạ. Ở Hải Phòng. Giáo viên quán gì đó em dạy lên cấp mấy? Em đang dạy ở đâu? Thanh ơi, alo. Vâng vâng, hơi bị lỗi. Dạ. Alo alo. Vâng vâng, em nghe ạ. Ừ, em đang dạy ở đâu? Dạy ở đường ở Chu Văn An ở quận Ngô Quyền Hải Phòng ạ. Em dạy ở Hà Nội hả? Không, em dạy ở Hải Phòng luôn á. À, dạy ở Hải Phòng. Dạ. Chị biết không phải thành phố rồi, tao nghe cái quận gì hả? À không, ở thành phố chị ơi. Ừ. Em dạ. Ở Hải Phòng à. Ừ. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu á Thanh? Em sinh năm 1995 ạ. 95. Em dạy dạ. Lớp mấy, cấp mấy? Em dạy lớp 3, cấp 1. Ừ. Dạ. Rồi, em dạy lâu chưa? Đi làm được khoảng tầm 4 năm rồi. 4 năm rồi. Rồi dạ. Bây giờ chia sẻ giùm chị đi, điểm mạnh, điểm yếu, rồi được bao nhiêu mối tình rồi, sao mà chia tay? Em điểm mạnh của em đó là tính tình, em là người chu đáo, chăm chỉ. Em thích nấu ăn này, em thích chăm sóc những người xung quanh. Ừ. Rồi điểm yếu là gì em? Yếu của em thì chắc là kiểu em tính em rất là thật thà ấy, kiểu tin người á. Alo ạ. Rồi, chị vẫn đang nghe. Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi, đừng tìm kiếm thì sao nè. Vâng, em trải qua khoảng tầm Hello. Thì mình là được tầm, tại vì là mối tình gần nhất của em là kéo dài được hơn một năm, nhưng mà kiểu trong lúc mà quá trình của em quen giữa bọn em nó cũng xa khoảng cách địa lý ạ. Bọn em hơi bị khó nghe ha. Rồi thôi, ok Thanh ơi, bây giờ em mong muốn tìm người như thế nào? Em thì là do anh ấy là người nước ngoài, anh ấy làm việc ở Việt Nam, xong rồi khoảng yêu nhau khoảng, bọn em cũng nghĩ là tính là chắc định, nhưng mà họ không có, họ lừa dối mình, ta còn có một người khác nữa. Chị nghe không ạ? Rồi, ok, tại vì cái đường tín hiệu nó hơi bị kém quá, cho nên rồi thôi chị nghe sơ sơ rồi. Nếu mà được chọn thì bên chị chắc sẽ liên lạc lại rồi trao đổi với em thêm nha. Rồi mình tìm một cái vị trí dạ, vâng nó ạ. Dễ nói chuyện vâng. Nha ha. Em cũng đang đi làm. Ok, rồi chị nắm cái thông tin sơ sơ rồi. Cảm ơn Thanh nhiều nha. Vâng, em cảm ơn chị. Ok, rồi. Dạ. Dạ. Em tên là Hoàng Văn Hướng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa.
kéo mà dạ em xin làm phó ban hướng ạ. Dạ em xin là 1989 ạ. Dạ cô có em là ở Vĩnh Lộc Thanh Hóa. Vĩnh Thịnh Vĩnh Lộc Thanh Hóa. Công việc hiện tại của em là làm lăng mộ đá mỹ nghệ Thanh Hóa. Tại em sản xuất lăng mộ đá Thanh Hóa. Là ưu điểm của em là hòa đồng vui vẻ và biết nấu ăn. Nhược điểm của em là em hay nói ạ. Dạ không ạ. Em chưa trải qua cuộc hôn nhân nào nhưng mà em có hai mối tình. Dạ vì tại mỗi người một công việc khác nhau ạ. Đấy, nên không ở không hợp ạ. Dạ cô ấy thì không thích ở xa. Nên em nên cái gì như vậy. Dạ vì xa cô ấy không chịu ạ. Dạ được 3 tháng. Mối tình dài nhất là được 5 tháng nhưng mà cô ấy là một người Hà Nội, một người ở Thanh Hóa nên bố mẹ là không cho lấy. Dạ. Dạ em sao cũng được cả. Tại vì cũng công việc ổn định rồi biết trong lo gia đình là được ạ. À, tầm 1,5 m trở lên là 1,50 m. Dạ vâng. Tuổi tác thì hơn hoặc kém 2-3 tuổi không quan trọng ạ. Cũng được ạ. À, được ạ. Dạ. Về việc thì việc nào cũng là việc cả. Để đến có công việc ổn định và biết quan tâm chia sẻ với nhau là được. Thanh Hóa hoặc ở đâu cũng được ạ. Miễn hai người yêu nhau thì ở đâu thì hai người tự bàn bạc với nhau là ở đó luôn ạ. Ví dụ cô ấy thì sống ở đâu thì em ở đó cũng được. Tầm 10-15 triệu. Dạ được ạ, nhưng mà em này hát không hay vậy. Tại em không biết hát ạ, em hát dở lắm ạ. Dạ.
Dạ. Dạ được ạ, tại vì nhưng mà khoảng thời gian bao lâu em vào đó thì em chuẩn bị sắp xếp ạ, tầm 3 đến 4 ngày ạ. Dạ vì ví dụ từ em vào từ sân bay Thao Vàng mà qua đó thì khoảng tầm 4 tiếng là em có mặt trong kia rồi, tại vì em đi máy bay Sao Vàng mà vào Tân Sơn Nhất là cũng nhanh. Ví dụ như là ví dụ mà em muốn chọn một người độc thân càng tốt hơn rồi, chứ mà có gia đình cũng mất công. Dạ. 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 À, mình tên là Đặng Bá Thông, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1987, quê quán mình ở Định Quán, tỉnh Đồng Nai. À, mình làm công việc là chủ tiệm cắt tóc nam, cắt tóc nam. À, mình là cao 1m70. À, ưu điểm của mình là biết quan tâm và lắng nghe, còn khuyết điểm của mình thì không có. Còn sở thích của mình thì cầu lông và liên mịch và nấu ăn. À, mình chưa có. Mình chưa có quen ai hết á, mà thời điểm mình có mấy người bạn có giới thiệu, nhưng mà rồi cũng không gặp được duyên nợ. Đúng rồi. Mình có cái năm đó là mình 2014 là cũng có người bạn giới thiệu một người bạn gái, thì mình có hỏi gia đình là xin phép là tháng đầu cưới đó, mà trong cái năm đó chỉ có một cái tháng tư thôi là ngày tốt, tại vì ba mẹ bên bên nhà mình thì cũng bên Phật á, thì hay coi về phong thủy, kêu là tháng tư là cưới. Đến lúc mà gặp bạn nó xong, mấy bạn nó kêu là cưới đâu. Thế là từ ngày đó là mình ở vậy luôn. Đúng. Mình tìm một bạn gái là biết lắng nghe mà biết chăm sóc gia đình và con cái là được rồi.
Mình chỉ giúp bạn gái là có ngành giáo viên thì cũng được. Cũng được. Mình thì thích ở trong Đồng Nai hoặc là ở Quảng Nam. Đúng rồi. À, mình không thích bạn nữ là nói nhiều hoặc là hỏi về đời tư, về tiền bạc. Bình quân của mình là một ngày là 500 ngàn. À, mình thì thích mạnh nữ là không có xăm mình hoặc là nói chung là cũng bình dị thôi, tại vì mình là người miền Trung mà mình lớn lên từ người miền Trung. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.